chữa ho bằng bài thuốc dân gian. 1. Lá diếp cá. Rau diếp cá có vị chua, cay, tính mát, tác động vào hai kinh can và phế. Ngoài các tác dụng như thanh nhiệt, giải độc, thoát mủ, thông tiểu tiện, giảm phù thủng, sát khuẩn, chống viêm, rau diếp cá còn là một trong những vị thuốc kháng sinh tự nhiên trị ho rất hiệu quả. 2. Lá hẹ. Hẹ là một vị thuốc lưu truyền trong dân gian. Theo tài liệu cổ, hẹ có tác dụng bổ can thận, làm ấm lưng gối, dùng làm thuốc chữa tiểu tiện nhiều lần, đái són, di mộng tinh, đặc biệt dùng lá hẹ để trị ho rất hiệu quả. 3. Tía tô. Tía tô tính ấm, vị cay, vào ba kinh phế, tâm, tỳ, không độc, trị ho rất tốt. 4. Phật thủ. Đây là một loại quả có công hiệu chữa ho hiệu quả, đặc biệt là cho trẻ mà không được nhiều người biết đến khi chăm sóc trẻ. 5. Quả la hán. Quả la hán có công năng nhuận phế, lợi hầu, hóa đàm trị khát, nhuận tràng thông tiện. Nước sắc của quả la hán có tác dụng chống ho, khử đờm rõ ràng và lại còn có khả năng làm tăng cường chức năng miễn dịch của các tế bào.